chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube. Đang có mặt tại giữa đèo Hải Vân và có mặt ngay một ngôi miếu quan hồn. Nơi đây thì rất là nhiều câu chuyện huyền bí đã xảy ra, và cảnh dừng chân lại đây để mà thắp nén nhang và cũng như là chia sẻ lại hình ảnh nơi đây cho các bạn thấy. Thời điểm mà cảnh đi đến đây là sương mù vây kín luôn, dù là đang là giữa trưa rồi các bạn. Vào đây thắp nén nhang nha các bạn. Cửa thì sẽ khép hờ chứ không có khóa. Khi mà nãy cảnh đặt chân tới đây các bạn, vừa dừng lại thì cảnh phát hiện là ở đây có những chú sóc rất là to luôn. Thì những chú sóc nó đã lấy trái cây ở trong miếu. Rồi cái đó là chuyện động vật, bây giờ mình sẽ thắp nhang trước. Ở đây thật sự giờ mình thắp cho chư vị phước mạnh phước mặt và những ngày đang vị nghị ngự ở đây nha các bạn. Thật sự thì mình kiểu như là trẻ người non dạ cho nên cũng không có biết chia sẻ gì nhiều hơn. Thắp cho các vị nén hương khi đi ngang đây. Ở trong đây còn có ba cô nữa nè. Ồ, bên đây thì mình thấy hình như là có dọn mâm ra để cúng cái gì nữa. Tại ngôi miếu này thì chúng ta có thể thấy được đây là năm mẹ Thánh Mẫu. Phụng thờ gì nữa nào, gọi dưới đây là hang ông hổ được làm, và bên trong có một tượng ông hổ, có gạo muối và cúng kiến rất nhiều. Đây có chầu ca mâm quả để cúng cho một cái vị nào đó. Phía bên đây thì cảnh thấy có một cái kiểu như một cái hang đó các bạn, là bên trong có một cái bài vị rất là lâu đời rồi. Cái bài vị nó đã đen thui luôn, là đã được người dân cúng kiến rất nhiều cho nên nó đang thui luôn. Còn tại đây thì có ba tấm ảnh tượng trưng cho ba cô đang đờn thổi sáo và đàn. Đây thì cậu Trạng rồi mẹ Du Trì đồ cái thứ. Mình sẽ đi qua bên kia, mình ghi hình mấy bên kia nha các bạn. Mình thấy phía bên đây có một cái mộ của đứa bé hay sao đó mà người ta cúng đồ chơi rất là nhiều luôn. Đây các bạn, rất là nhiều đồ chơi, xe nè, xe tải, xe cẩu và sữa, rất là nhiều đồ chơi luôn. Võ Nguyễn Phước Thiện Tâm. Võ Nguyễn Phước Thiện Tâm phần mộ. Đi là ở đây có thể là một cậu con trai, không biết là mắc ở trên đây hay là câu chuyện như thế nào, nhưng mà đồ chơi rất là nhiều luôn. Đồ chơi của bà con khi mà ghé cúng dường hay là người ta đã cúng trước đó và người ta cầu nguyện cái sự việc của họ thành công á,
cho nên là họ đã cúng trả lễ cho cậu Nguyễn Phước này, cậu Thiện Tâm này. Đó thì cậu con trai này đã có thể là đã giúp họ được gì đó, cho nên là họ đã đền ơn cho cậu bằng cách là cúng rất là nhiều đồ chơi, sữa và bánh trái luôn. Các bạn thấy không? Nhiều lắm. Cảnh sẽ đi qua đường nha mọi người. Ở đây thì có một ngày Địa Tạng Vương. Đó đó, các bạn thấy mang sóc không? Đó, sóc đang na trái cây đồ cúng. Và những chú sóc rất là to, rất là dạng nha các bạn. Hello. 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 Ờ, nó chạy lại mình luôn hay gì kìa. Hai chú sóc, ở đây có hai chú sóc rất là to. À, nó xuống nó na quýt ở đây nè các bạn. Hồi nãy giờ mình thấy là nó na chắc là cũng mấy đợt rồi đó. Nó na mỗi đợt là một trái, mỗi đợt trái mà nãy giờ mình thấy nó đi na mấy đợt rồi đó. Ở đó đó đó, đây nè, con này nè. Ồ, đó đó. Đó trên miệng nó vẫn còn ngậm trái quýt kìa các bạn thấy không? Đó đó. Ồ. Ồ vậy là nhiều lắm chứ không phải là riêng hai con như vậy. Đó kìa, nó đang ăn quýt kìa, đang ăn quýt trên đó kìa. Không biết các bạn thấy được không chứ đây mình thấy rất là rõ luôn. Trong cái miếu này hồi trước là mình có gặp một bé chuột. Bé chuột rất là dạng, mình có thể đụng chạm được luôn. Ồ, sóc chạy. Ở dưới đây là người ta ném giấy tiền vàng mã rất là nhiều luôn. Thật sự thì trên đề Hải Văn này có những câu chuyện rất là liêu trai, huyền bí về những sự việc ma xô xe, rồi những khúc cua, khủy, cùa chỏ nguy hiểm khiến cho mà người đi đường phải rùng mình. Và thật sự thì đèo Hải Vân cũng là một trong những con đèo đẹp nhất và được cho là nguy hiểm nhất. Nhưng mà nếu mình đi xuyên Việt thì mình thấy là đèo Hải Vân vẫn không đến nỗi nguy hiểm, chỉ có những cái khúc cua hủy cùa chỏ thì chúng ta thấy nó khá là gắt, nhưng mà với mình thì vẫn đi ok nha các bạn. Và những bạn phượt thủ thì sẽ biết được. Đó, sóc sóc đang đi xuống, sóc đang đi xuống. Sóc sóc đang đi ra luôn kìa. Ồ, nó chạy rồi, nó chạy rồi, nó chạy rồi. Nó chạy rồi. Đó. Đó, đó các bạn thấy không? Ui ui, nó chạy. Ui. Da dính này đâu á. Đó, nó chạy vô đó, vậy là cái ổ nó đâu trong đó đó. Cái ổ của tụi nó băng nhóm của bầy sóc nó trong đó đó. Dưới đây thì mình thấy có tượng hình như ông Phúc Lộc hay sao. Ui, này có một cái bài vị bằng bài vị hay là giống như chữ hoa vậy á. Wow. Các bạn thấy mây không? Đó, sương mù á, mây sương mù vậy. Quá trời luôn. Đó thì hồi nãy mình định khám phá cái nhà nghỉ hay cái biệt thự gì đó bỏ hoang đó, thì vào đó thấy đồ đạc nó ý ẹ quá. Nó khiến cho mình biết được là trong đó có
có người sinh sống, và những người đó thì không đàng hoàng, họ dùng ma túy đá, cho nên đó là mình không có tiện ở lâu và ghi hình, cho nên đó là mình phắn ngay thì đi tiếp tục hành trình của mình. Thì mình đi lên trên giữa đèo Hải Vân thì mình có thể ghé thắp nhang đó cho, đây là miếu ông hay miếu bà ta, tại vì trên đèo Hải Vân này á có hai ngôi miếu lớn, hình như miếu này là miếu cô bà tổ cô họ Nguyễn, mình nghĩ chắc bên đây là miếu cô, tại còn miếu ông nữa. Và miếu ông á, hồi trước kia có một chú kể về cái câu chuyện mà thấy ma nói chuyện là vụ xô xe, và chú đã giúp cho cái đoàn xe đó thoát chết. Thì cái sự việc đó thì cũng lâu rồi, chú cũng mất rồi. Rồi bây giờ đi ngang qua đó thì nó heo hút, nó lạnh lắm. Rồi đi ngang đây thôi, mình ghé lại mình thắp hương rồi mình ghi hình chia sẻ với lại các bạn chút. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Và đừng quên cho kênh Tên một like và một bình luận ý kiến của các bạn bên dưới. Và nếu thương Cảnh thì có thể chia sẻ để cho Cảnh có được nhiều người xem hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.